giả quý vị, Ngọc Huyền đang đứng ở ngay cái bãi đậu xe của tu viện Liên Trì của thầy Quảng Kiên, một vị thầy mà Ngọc Huyền rất là quý mến bởi vì thầy rất là hiền, và thầy cũng là một người thầy mà được tất cả quý Phật tử yêu mến bởi vì thầy ca rất hay quý vị. Nhưng mà từ lúc về làm chủ trì chùa tu viện Liên Trì đến giờ thì thầy chúng tôi đã không còn đi bay show nữa, và hôm nay thì đây là cái quang cảnh ngay tại chùa của thầy. Đang cầm quay là một Phật tử của rất nhiều chùa Phật tử thuần thành. Rồi đây quay qua bên này nè, Liêm quay qua theo Huyền nè. Rồi quay chậm thôi nha. Đây có cái hồ rất là đẹp nha quý vị, rất là đẹp đó. Và đây đằng trước đó là tượng thờ mẹ Quan Âm đây. Rồi cả nhà, và bây giờ chúng ta hãy bước vào trong mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại tu viện Liên Trì nha. Dạ, xin chào. Dạ, hello. Dạ, Ngọc Huyền xin chào mọi người ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, xin chào em. Dạ. Hello. Dạ, em chào các bác, em chào các cô. Dạ, xin chào. Dạ, con xin chào. Dưới mái già lá cổ uy nghiêm, chúng con thật vui mừng được vun đón một ngày. Lạy Phật cho chúng con đừng dại dột để mà gây khổ đau cho nhau. Xin tưới tẩm đến vườn tâm còn nhiều cõi gốc si mê lầm lạc, cho chúng con quay về với bến lặng thanh tịnh của tự tánh giác ngộ, để rồi từ đó yêu thương nhau, xây dựng cho cuộc đời nhiều an lành và hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, trong tận cùng sâu thẳm của đời sống tâm linh, lòng hiếu thảo của ngài đại hiếu một Thiền Liên lại hiện về trong từng nhịp đập nơi trái tim của chúng con. Kính lạy tăng người thầy chỉ cả, thầy Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy hướng dẫn nhân thiên thoát hàng. Xin cung thỉnh chư tôn đại đức Tăng Ni Quang Lâm, xin toàn thể đại chúng chúng ta cùng đồng thanh niệm Phật để cung đón chư tôn đại đức Tăng Quang Lâm. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đại đức Tăng Ni an tọa.
Mời toàn thể thiện nam tín nữ chúng ta đồng an tọa. Xin cung thỉnh ban chuông cổ chúng ta đặt đẹp quá, đẹp lên quá. Trên bàn và chúng ta đồng đuôi lệ các vị ghế phía dưới. Mời ban chính cổ chúng ta lui về nơi các dãy ghế. Mời toàn thể thiện nam tín tử chúng ta ổn định nơi đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm sám hối chư tôn đại đức tăng ni và gửi lời xin lỗi đến toàn thể thiện nam tín nữ. Chúng tôi có sắp xếp có bị nhầm nên đã kéo dài tí xíu thời gian, nên xin đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa liệt quý vị, trước án Phật đài trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đại đức tăng ni, chư vị khách quý cùng toàn thể quý vị đồng đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa Thích Quảng Kiên xướng ngôn để xướng ngôn niệm danh hiệu Phật chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh. Nam mô chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, nhất là ân đức sâu dày của chư tôn thiền đức tăng, bậc tôn sư đã dày công xây dựng nền Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Người đã dâng trọn cuộc đời cho sự tồn vong phát triển của đạo Phật. Các anh hùng đã vì quốc, vì đạo, vong thân cho hòa bình nước nhà. Đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến đất nước, ơn chúng sanh vạn loại, và để tưởng nhớ đến công ơn sanh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Một phút mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm đã qua, cung thỉnh chư tôn đại đức tăng ni cùng liệt quý vị đồng an tọa. Chư sự tu viện Liên Trì A La Ba Mật. Chúng con xin cung kính giới thiệu đại đức Thích Quảng Huân, trụ trì chùa Minh Đức, thành phố Greensboro, North Carolina. Chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Huệ Định, tăng chúng tu viện Liên Trì. Chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Minh Nghĩa, tăng chúng tu viện Liên Trì.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Hiệp, trụ trì tỉnh thất Viên Đức Alabama. Và chúng con xin được giới thiệu, con là Minh Hiếu, đang là chúng cô vị liên trì. Và điều đặc biệt hơn nữa, chúng tôi vô cùng vui mừng được giới thiệu tại đạo tràng này gần 300 quý vị quan khách, quý thiện nam, tín nữ, thiện hữu tri thức từ các chùa, các tiểu bang lân cận, phụ cận, chúng tôi xin được giới thiệu chung. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa chúng con xin được cung kính trân trọng được đón tiếp sự hiện diện của chư tôn đại đức tăng ni, chư vị khách quý cùng tất cả các thiện nam, tín nữ, Phật tử từ các tiểu bang đang hiện diện tại đạo tràng ngày hôm nay. Kính bạch trên chư tôn đại đức tăng ni chứng minh, kính thưa quý liệt vị, mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác, mưa trên sát phượng báo mùa thu, Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm, công cha nghĩa mẹ nhớ không nguôi. Kính thưa chư tôn đại đức tăng ni chứng minh, người đã tạo thắng duyên lành trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu, sau đây thể theo chương trình là phần dâng hoa cúng dường. Và điều đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu em Võ An Andrew là Phật tử tại tu viện, xin thể hiện ca khúc Ơn Nghĩa Sanh Thành bằng nhạc cụ kèm trombone, và tháp tùng theo đó là ban dân hoa. Xin mời ban dân hoa chúng ta vào vị trí và mời em Võ An Andrew tiến lên trên khán đài để chào quý thầy và cũng như là chào đến thiện nam tín nữ ngày hôm nay. Xin mời ban kèn hoa, khi mà em Andrew bắt đầu thổi kèn thì khi em Andrew bắt đầu thổi kèn thì ban dân hoa chúng ta từ từ theo tiếng nhạc chúng ta tiến lên và đặt những lẵng hoa lên trên bàn nơi chúng tôi đã thiết kế sẵn. Tiếp theo chương trình đó là nghi thức cài hoa hồng. Ban tổ chức chúng tôi mời
các em trong đội hoa hồng vàng chúng ta đứng phía trước cho tôn Hải Đức Tăng Ni. Xin mời hai em đứng phía trước, đứng trước. Kính bạch trên chư tôn Đại Đức Tăng Ni chứng minh, hoa hồng vàng thấm màu huỳnh y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con thoát áo nâu sòng, tình mẫu tử con mãi còn ghi nhớ. Giờ đây những đóa hoa hồng tươi đang được tượng trưng cho sự giải thoát thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng vô biên. Với chiếc áo nâu sòng chịu xương chịu khó, quý ngài đã âm thầm dâng tặng cho đời biết bao nhiêu hạnh phúc. Và cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, quý ngài đã âm thầm trả ơn cho cha cho mẹ thật vô cùng cao quý. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con xin được mạn phép cài lên huỳnh y của quý ngài một đóa hoa hồng màu vàng, để một lần nữa cảm nhận được sự vô biên trong tình thương của người cha người mẹ. Xin mời các em tiến lên cài hoa cho chư tôn Đại Đức Tăng Ni. Giờ này chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi xin mời ca sĩ nhạc ca sĩ Gia Huy tiến về nơi lễ đài để hát tặng ca khúc Bông Hồng Cài Áo, lời do sư ông Nhất Hạnh phổ nhạc, Phạm Thế Mỹ. Xin mời ca sĩ Gia Huy. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng. Dùi mai này mẹ hiền có mắt đi, như đóa hoa không mặt trời, như đóa hương không nụ cười. Ngờ đời mình không lớn khôn em, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng chân sâu, là cái anh cái cạnh
về. Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói. Ca sĩ Ngọc Huyền hát tặng đến Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử ca khúc Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng do Thích Trường Long Khánh sáng tác. Xin mời ca sĩ Ngọc Huyền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay như ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin kính dâng lên Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý Phật tử kính gửi về những bậc sông thần của chúng ta đã từng gặp cõi đời và cầu nguyện về Vu Lan Báo Hiếu. Mới thôi
xa xứ khói hứa thờ mất cho tất cả cha mẹ của các mẹ của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp và hiện thời bây giờ quá cố sẽ được nương nhờ và những lời cầu nguyện của chư đại đức tăng ni cũng như quý Phật tử cũng như quý gia đình sẽ được an lạc như khỏi Phật, và cầu nguyện cho tất cả cha mẹ chúng ta còn hiện thời sẽ được nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe, an lạc của chúng ta. Bắc Như Đông Hải Thọ Tịnh Đam Sư nè. Xin giới thiệu cho một tràng hỗ tay để gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Ngọc Huyền ngày hôm nay. Dạ mẹ, mẹ Huệ Liên đó, mẹ Huệ Liên cúng dường rồi. Dạ con biết hồi nãy cúng nhiều lắm, hồi nãy con nghe tới mấy chục tượng lận, nhưng mà quý vị xây một cái đại hùng bổ điện rất là lớn và rất là cần nhiều tu tượng, cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn gì đó tu tượng. Cho nên quý vị ơi, mỗi người cùng chung tay tiếp tục nha. Thôi đi đâu hát cái là sẽ được, cho nên thôi giờ mình hát không nói nữa nha, hát xong cho quý vị cho thêm tu tượng nữa. Cảm ơn đời chúng ta có
rồi bây giờ mình bệnh áo bệnh bệnh trực áo đời thường ha. Dạ con xin mời lên. Dạ hát xong bài đừng có ai cho thêm tôn tưởng không ạ? Quý vị nào muốn làm đẹp, Ngọc Huyền đang là đại diện nhãn hàng Super Size Cosmo Hill dùng mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Quý vị nào muốn da mặt đẹp, trẻ lên Ngọc Huyền, chút ghé qua gian hàng Ngọc Huyền sẽ giới thiệu cho quý vị về dùng mỹ phẩm Super Size Cosmo Hill đến từ Hàn Quốc nha. Đến Phật tử và nhạc Phật giáo tại hải ngoại được
quý vị Phật tử yêu thích nhiều hơn. Và hôm nay Ngọc Huyền được thủ duyên trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đến thăm trong vị Liên Trì của Quảng Kim. Quý vị đang thấy nha, ở đây chúng ta có hai cái bờ hồ rất là đẹp đó quý vị. À, con biết là sư phụ đang bị Phật tử vây quanh và rất là bận rộn, nhưng mà con muốn nhờ thầy và cắt nghĩa cho con, tại vì đây là lần đầu tiên con đến với tu viện Liên Trì, mà một cái quan cảnh con nói quá là thanh tịnh, một cái nơi đúng là để cho tất cả quý Phật tử của chúng con về đây tu thiền hành thiện đó, rồi trao gửi cái tâm linh nơi cửa Phật. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Đầu tiên là cảm ơn thầy đã về đây để mà tạo trì cái nơi cái tu viện Liên Trì. Và mỗi ngày đó, con theo dõi Facebook của thầy đó, thì con thấy là mỗi ngày thầy đã bỏ hết cả công sức tâm huyết để hiện giờ sau 2 năm con mới được đến viếng cái tu viện Liên Trì của thầy. Quá là đẹp. So với những cái hình ảnh mà thầy đã xuất hiện trước thì đối với con đây là cả một tài sản quý báu của Phật giáo, và đặc biệt là Phật giáo tại Hải Ngoại của chúng ta. Con xin thay mặt tất cả Phật tử tại Alabama cũng như là tất cả quý Phật tử trên toàn thế giới có hữu duyên luôn thì sẽ thấy cái công sức của thầy. Nhưng mà thầy ơi, con thương cha đó, con muốn thầy giảng nghĩa cho con cái nơi là đẹp tại tu viện Liên Trì. Bài nãy con thấy tới 2 hồ luôn, hồ bên này, ba hồ. Còn một cái hồ bên kia nữa. Hồ bên kia nữa. Wow, nhưng mà hiện giờ là mình mới đặt được có 2 tôn tượng ở đây thôi không thầy? Đúng rồi. Xin thầy nói sơ cho con và quý Phật tử ở trên mạng được biết ạ. Ở dưới là Phật tiếp lời ca sĩ Ngọc Huyền. Ca sĩ Ngọc Huyền là một trong những ca sĩ Phật tử mà bản liên mắt của thầy Quảng Kim rất là thương và mến rất là nhiều. Và thầy trò cũng có nhiều cơ hội để mà đi tạo duyên lành và tạo phước báo cho tất cả các chùa ở xứ Mỹ này. Và bản đi một thời gian hai thầy không gặp nhau được, đó là thầy Quảng Kim hạ thủ công phu tại tu viện này. Dạ, tại Covid nữa. Như là tại Covid nữa. Thì hôm nay có cơ hội thì đại chúng tu viện Liên Trì tăng thân cũng như quý Phật tử duyên tiếng hát của ca sĩ Phật tử luôn. Dùng cái từ mới đúng là bởi vì Ngọc Huyền là một người Phật tử thuần thành, có pháp danh là Trương Hạnh. Trời, thầy nhớ pháp danh luôn. Cho nên là cô hát những bài nhạc Phật rất là hay và đem hết tâm huyết của mình. Cô thường làm những Phật sự và đi đến đâu cũng vậy, chẳng những mang tiếng hát mà tới đâu cô cũng ủng hộ Phật ngôi tu viện đó. Đó là một cái hạnh, đúng là chân hạnh luôn, một cái hạnh rất là chân chánh, thì gọi là chân hạnh. Thì cô nói là nãy có cái thuyền Bát Nhã ở ngoài kia, thì tu viện Liên Trì có 3 cái hồ, tổng cộng đất của tu viện Liên Trì là 80 acre và có 3 cái hồ là 10 acre. Ba cái hồ không chiếm hết 10 acre và rất là đẹp và rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Thì những cái thuyền Bát Nhã mà kia có tượng Quan Âm, lẽ ra hôm nay mà phải Ngọc Huyền đi đến sớm một tí xíu thì Ngọc Huyền sẽ có một cái MTV hoặc là cái gọi là video clip rất là hay cho một cái bài nhạc mà Ngọc Huyền đứng ở trên đó đó hát, thì thật là tuyệt vời. Nhưng mà nếu có dịp thì làm sao mình mời Ngọc Huyền tới một lần nữa để mà có những cái cảnh này nó nằm ở trong những cái video clip của MV của Ngọc Huyền là tuyệt vời luôn. Tại vì vẫn còn cái sự dè dặt trong cái mùa Covid đó, nên con không có thể nào đem nguyên cái ekip quay của con. Con quay mình muốn đến Liên Trì quay đẹp là phải có nguyên cả ekip. Đúng rồi. Và nhất định là chúng con sẽ tới đây một lần nữa và để quay những cái cảnh đẹp của Liên Trì chúng ta. Bằng tất cả tâm huyết của thầy Quảng Kim cũng như tất cả quý Phật tử mobile cũng như quý Phật tử xa gần thì đã ủng hộ và đã làm nên những cái cảnh đẹp như này. Mà sắp tới nữa thì thầy Quảng Kim sẽ xây một cái đại hùng mẫu điện như nãy Ngọc Huyền có nói. Mà chính bản thân Ngọc Huyền cũng có phát nguyện ủng hộ một cái tượng Quán Thế Âm